Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng, chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt. Vai trò lãnh đạo của chi bộ tốt sẽ bảo đảm giữ vững sức chiến đấu của chi bộ, và sức chiến đấu của chi bộ tốt sẽ là động lực thúc đẩy nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, chi bộ ban tổ chức thuộc Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12. Trong những năm qua, chi bộ ban tổ chức thuộc Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thủ trưởng Phòng Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát tổ chức Đảng, đảng viên. Bằng sự phấn đấu, nỗ lực, đoàn kết thống nhất cao, tập thể chi bộ đã đạt được những thành tích xuất sắc trong tham mưu và thực hiện chỉ thị số 05 được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng giai đoạn 5 năm 2016-2020. Để cụ thể hóa các nội dung chỉ thị, cơ quan đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt ban hành hơn 140 văn bản triển khai thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đề xuất các chủ trương giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chỉ thị 05 ở đơn vị cơ sở. Tập trung thực hiện đổi mới việc ra nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy chi bộ theo hướng ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung thực hiện chỉ thị 05 gắn với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan đơn vị. Trong 5 năm qua, đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tiến hành kiểm điểm chuyên đề theo nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05 đối với 103 tập thể lãnh đạo các cấp và 881 lượt cán bộ đảng viên. Chỉ đạo hướng dẫn kiểm điểm chất lượng cuối năm đối với 412 tập thể và trên 3.500 lượt cá nhân. Nội dung tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chi bộ xác định đổi mới lề lối tác phong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng con người, xây dựng tổ chức theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó phát huy tốt vai trò trách nhiệm nêu gương của bí thư chi bộ trong công tác theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phương pháp tác phong làm việc khoa học hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, chỉ đạo 100% cán bộ đảng viên xây dựng bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và bản cam kết phấn đấu tu dưỡng rèn luyện hàng năm, tích cực thực hiện việc xây dựng chi bộ 4 tốt 3 không và thực hiện tốt 3 đề cao 5 chống trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu. Để đạt được những cái kết quả trên thì chi bộ đã tập trung thực hiện tốt một số cái nội dung như sau. Trước hết là chi bộ đã quán triệt triển khai cho mọi cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác là cơ sở vững chắc để từng đảng viên xác định tốt động cơ, mục tiêu phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người. Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chú trọng cả nội dung và hình thức, bảo đảm phong phú sinh động, truyền tải đầy đủ nội dung cốt lõi về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài nội dung học tập theo chương trình giáo dục chính trị cơ bản, chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục thường xuyên, bảo đảm cho mọi cán bộ đảng viên luôn có nhận thức và quyết tâm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt việc học tập sinh hoạt chuyên đề, kết hợp chặt chẽ nội dung sinh hoạt của chi bộ với sinh hoạt triển khai nhiệm vụ đối với cơ quan, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cán bộ đảng viên. Trong tham mưu đã tham mưu xây dựng triển khai các chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng ủy về thực hiện chỉ thị số 05 đạt kết quả tốt. Chi bộ đã coi trọng và thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Trong sinh hoạt, lãnh đạo đã xác định rõ chủ trương, biện pháp, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm cần tập trung khắc phục. Đối với từng đồng chí đảng viên, hàng năm đều có đăng ký cam kết phấn đấu tu dưỡng
trong sinh hoạt, chi bộ đã thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, thực hiện tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt việc tự soi, tự sửa. Tập trung xây dựng một tập thể chi bộ đoàn kết thống nhất, có quyết tâm cao, tích cực chủ động và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Từng đảng viên đã tích cực tự tu dưỡng, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, biểu hiện cụ thể là thực hiện tốt cái chỉ thị số 05, chỉ thị về xây dựng chi bộ 4 tốt 30. Ngoài ra, chi bộ luôn nắm chắc tình hình tư tưởng, giải quyết tốt tư tưởng, biểu dương, động viên và đề nghị khen thưởng kịp thời và làm tốt công tác kiểm tra giám sát thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Đảng bộ tỉnh, ban hành nghị quyết số 03 về lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016-2020. Trong 5 năm đã tiến hành kiểm tra đối với 14 đầu mối huyện, thành ủy, xã, phường, thị trấn đạt kết quả tốt. Tham mưu triển khai thực hiện thí điểm thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các đơn vị sơ kết 5 năm thí điểm xây dựng chi bộ quân sự ở các cấp đảm bảo theo kế hoạch. Tích cực làm tốt công tác soạn thảo văn bản lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016 đạt kết quả tốt. Mở được 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 291 đồng chí là quần chúng ưu tú, 122 đồng chí đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị, phát triển đảng viên mới cho 198 đồng chí, cấp mới, đổi và kiểm tra kỹ thuật được hơn 1.000 thẻ đảng viên. Từ việc tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả về chủ trương, giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện chỉ thị 05, các cơ quan đơn vị đã có nhiều mô hình, cách làm hay, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu như mỗi người, mỗi ngày là một việc tốt của phòng chính trị, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm của chi bộ đại đội trinh sát, chung sức xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ cơ sở Trung đoàn 852. 5 năm qua, chi bộ ban tổ chức thuộc Đảng bộ phòng chính trị luôn là chi bộ đi đầu trong xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu. Với chức năng nhiệm vụ của mình, chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng, Bộ Chỉ huy triển khai công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang ngày càng trong sạch vững mạnh. Chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang. Chi bộ đã tham mưu triển khai tổ chức tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, luôn duy trì giữ vững nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng theo tinh thần đề án số 04 của tỉnh ủy và chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy quân khu về xây dựng chi bộ 4 tốt 30. Đội ngũ cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Với kết quả đó, hàng năm chi bộ luôn được Đảng bộ và cấp trên đánh giá đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đội ngũ cán bộ đảng viên trong chi bộ hàng năm đều được đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Qua kết quả 5 năm, chi bộ đã thể hiện rõ là lá cờ đầu trong Đảng bộ phòng chính trị. Với chức năng nhiệm vụ của mình, chi bộ đã ngày càng tích cực hơn trong công tác tham mưu, nhất là trong dịp vừa qua, tham mưu triển khai tổ chức tốt chỉ thị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh. Trải qua 5 năm, chi bộ ban tổ chức đã đạt được nhiều thành tích được cấp trên ghi nhận, được cấp trên tặng thưởng 3 danh hiệu thi đua, 2 bằng khen, 8 giấy khen các loại, 21 lượt tập thể và cá nhân được tặng các danh hiệu hình thức khen thưởng khác. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, phát huy kết quả đã đạt được, chi bộ ban tổ chức thuộc Đảng bộ phòng chính trị sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang cũng như trong công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Với những thành tích trên, từ năm 2016 đến 2019, chi bộ ban tổ chức được Đảng ủy phòng chính trị đánh giá là chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
Tập thể chi bộ ban 3 năm liền đạt danh hiệu thi đua, cấp trên tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, 21 lượt đảng viên được các cấp khen thưởng. Từ kết quả đã đạt được có thể khẳng định, chi bộ ban tổ chức thuộc Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những đóng góp xứng đáng trong công tác tham mưu xây dựng Đảng cũng như trong tham mưu thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng chi Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.